2 của vòng đối đầu chương trình Giọng Hát Việt Nhí đã đi qua, mang đến cho khán giả những màn trình diễn đặc sắc với nhiều cung bậc cảm xúc và những điều bất ngờ thú vị. Nào chúng ta hãy cùng điểm lại các màn trình diễn sau vòng đối đầu đầy kịch tính. Các thí sinh đã có những hoạt động vui chơi ngoại khóa vô cùng sôi nổi khó quên cùng các thành viên của đội, chuẩn bị tinh thần thoải mái cho phần thi sắp tới. Khi mà tham gia cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí thì em gặp được rất là nhiều người bạn mới. Thì bọn em cũng chia sẻ rất nhiều trong kinh nghiệm ca hát cũng như ở những buồn vui trong cuộc sống. Bọn em cũng rất hay đi chơi với nhau, đi ăn với nhau và có những cái kỷ niệm rất là đẹp. Chương trình Giọng Hát Việt Nhí không những là một cuộc thi mà còn là một sân chơi giúp em giao lưu và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các bạn. Và đó sẽ là những kinh nghiệm giúp ích cho em trên con đường nghệ thuật sắp tới. Khi mà không được vào vòng live show thì em cũng khá là buồn. Nhưng mà do là cái thể lệ cuộc thi là chỉ được một bạn vào, cho nên là em sẽ tiếp tục theo dõi chương trình Giọng Hát Việt Nhí để cổ vũ cho đội hiền thục và các bạn của mình.